Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp phục vụ có một con máy lọc không khí Panasonic dòng VIP, nhưng mà giá thành đợt này cũng rất là hợp lý ấy. Con này em báo giá luôn, em bán là 2 triệu 3 nhé. Giá 2 triệu 3 chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp lên điện 220V, màu đen. Hình thức thì như trên clip các bác thấy. Chất máy thì còn rất là cứng cáp, nguyên bản, không có động chạm sửa chữa gì. Các chức năng hoạt động ok, ngon lành, cánh vẫy, cánh dâng, hoạt động êm ái, trơn tru, chắc chắn đẹp. Hàng nguyên bản các bác nhé. Con này thì là màng HEPA zin còn rất là đẹp này. Trắng đẹp. Màng HEPA zin theo máy còn rất là đẹp nhé. Panasonic này cái màng nó rất là mềm, cho nên là để giữ được một con màng zin như này nó cũng khá là hiếm. Đặc thù của cái bọn Pana này được cái màng than cực tốt, to dày, màng than đích thực luôn chứ không phải là các cái màng than giấy đâu, màng than này là bột than luôn, cho nên cái hiệu quả khử mùi của cái thằng Pana này nó khá là tốt, hấp thụ vào cái nhiệt vào hấp thụ mùi vào cái màng than này nó khá là tốt. Màng than này các bác dùng sau đó các bác mới đi sửa được. Màng HEPA zin còn rất là đẹp. Bên khu vực bình nước buộc này rất là trắng đẹp này. Màng tàu ẩm zin còn như mới này. Giá thành quá hợp lý đợt này, các bác nào mua lọc khí đợt này thì thật sự là hợp lý về giá luôn. Sản xuất năm 2012, VX50 dùng cho phòng điện 100V nhé, dùng cho phòng khoảng 30 m² đổ lại, 43W để các bạn dùng phòng khoảng 30 m² đổ lại. Con này thì bên em đã đấu biến áp điện 220 rồi, các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam nhé. Đấy, các công nghệ khóa trẻ em này, đây là khóa trẻ em nhé, okay. Dưới 3 giây là khóa, báo phần trăm độ ẩm này, hẹn giờ, công nghệ Eco. Con này có cả cảm biến ánh sáng này các bạn này. Đấy, cảm biến ánh sáng nhé. Điều chỉnh cửa dâng này, cửa vẫy này. Điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm khác nhau này, ba chế độ lọc không khí và bù ẩm tự do này, lọc không khí tự động này, lọc không khí và bù ẩm tự động. Đấy, các bạn dùng đẩy chế độ trên cùng này, bật Eco là được. Đấy. Giá 2 triệu 3, bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.